chào các em. Chúng ta có tất cả 10 chuyên đề trong phần lịch sử uh, chương trình lớp 9 trong việc mà ôn thi vào uh, các trường trung học phổ thông và môn lịch sử trở thành uh, môn thứ tư. Uh, hôm nay với tiết học này, cô sẽ giới thiệu với các em chuyên đề thứ nhất liên quan đến vấn đề Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 cho đến năm 1991. Các em chú ý cho cô, đây là hai nội dung nằm trong phần lịch sử thế giới và à, cách thức của cô là chúng ta cùng cô thiết lập cái sơ đồ tư duy, từ đó chúng ta sẽ hình thành được những cái nội dung cơ bản của tiết học và à, trên mỗi cái sự kiện lịch sử đó chúng ta cùng cô khoanh vào những cái từ khóa để khi có câu hỏi chúng ta hoàn toàn có thể trả lời được cái cách làm sơ đồ tư duy của cô thì cô sẽ hướng dẫn các em mỗi em sẽ có một cái cách thức lập sơ đồ tư duy khác nhau tuy nhiên thì theo cô các em nên chọn những cái vấn đề lớn để trở thành cái mấu chốt ở đây cô lấy ví dụ đây là cái cách để cô gợi ý có thể các em hình thành cái sơ đồ tư duy khác đi cho nó phù hợp với chúng ta cũng được nhất là cô sẽ nói về liên xô Chúng ta lấy Liên Xô làm cái trục chính. Ở đây Liên Xô thì uh, cái giai đoạn là từ năm 1945 cho đến năm 1991. Đấy. Chúng ta chú ý cho cô là như vậy. Trong phần này thì chúng ta lại chú ý cho cô là phần Liên Xô chúng ta chỉ cần học cho cô kỹ hai nội dung lớn đó là phần Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai và nội dung thứ hai nữa là liên quan tới cái công cuộc cải tổ Liên Xô và cái hệ quả hậu quả của cải tổ đó là gì. Chính vì thế những ở những phần khác thì chúng ta đọc thêm thôi và ở đây thì cái khóa học này là chúng ta sẽ thống nhất cho một cái quan điểm là đi kỹ vào những cái vấn đề theo chuẩn kiến thức mà Bộ Giáo dục đưa ra Những phần giảm tải chúng ta sẽ tự đọc sách để hiểu hơn những vấn đề không giảm tải mà thôi Còn kiến thức của những cái bài này cô sẽ không động chạm đến những kiến thức giảm tải à, Sau khi hình thành được cái trục chính lại rồi Thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có hai vấn đề đặt ra ở đây Thứ nhất là chúng ta chú ý cho cô giai đoạn từ năm 1945 cho đến năm 1950 Thế thì với cái giai đoạn lịch sử này chúng ta phải hiểu được trọng tâm của vấn đề là chỗ nào Trong giai đoạn này là giai đoạn Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai Vì thế mà từ khóa ở trong giai đoạn này chính là từ khôi phục kinh tế Khôi phục Khôi phục đất nước ấy. Người ta có thể hỏi là Liên Xô khôi phục kinh tế trong khoảng thời gian nào thì các em thấy rằng từ 1945 cho đến năm 1950 hoặc người ta có thể hỏi ngược lại là từ năm 1945 cho đến năm 1950 nhiệm vụ chính mà nhân dân Liên Xô hay là nhân Xô viết phải thực hiện đó là gì thì đó chính là công cuộc khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh trong giai đoạn này vì thế mà cái từ khóa ở đây là chúng ta lưu ý cho cô là khôi phục vậy thì liên xô khôi phục kinh tế những cái nội dung chính chúng ta cần phải nắm ở đây là gì thì có hai vấn đề lớn một là chúng ta phải nêu được là cái bối cảnh Bối cảnh Liên Xô khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai thì trong sách giáo khoa cũng đã đề cập đến các nội dung rồi. Ở đây chúng ta thấy rằng là sau chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù Liên Xô là nước thắng trận đấy, thế nhưng nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề và không chỉ có kinh tế mà Liên Xô thiệt hại về cả người và của về người các em thấy rằng cho xe khoa cũng đề cập đến là gần 27 triệu người hy sinh chết trong chiến tranh rồi là nền kinh tế bị tàn phá rất là nặng nề đấy chưa kể đến là cái quan hệ đồng minh xô mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai đã bị xóa bị bị dạn nứt Đấy. Và Mỹ cùng với lại các nước phương Tây Tìm mọi cách để bao vây cấm vận Liên Xô Thế thì tất cả những cái đấy Nó đưa đến một vấn đề Chúng ta chỉ cần nhớ cho cô là Liên Xô khôi phục kinh tế Trong một cái bối cảnh là đất nước bị tổn thất nặng nề, tức là ở đây cái từ khóa ở đây chúng ta lưu ý cho cô là cái tổn thất rất là nặng nề. Tổn thất nặng. Tổn thất nặng về cả người và của. Vậy thì người ta có thể đặt ra câu hỏi là Liên Xô khôi phục kinh tế trong bối cảnh nào? A B C D. Thế thì cái nhóm từ nào mà chúng ta thấy rằng nội dung của nó đề cập đến vấn đề tổn thất về người và của? trong chiến tranh thì chúng ta sẽ chọn cái phương án đó. Đấy thế thì đấy là cái mà cô lưu ý các em. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng là uh, bên cạnh những cái khó khăn trong nước đó thì bên ngoài Mỹ và các nước phương Tây cũng tìm cách bao vây cấm vận Liên Xô và đây cũng là những cái khó khăn mà nhân dân Liên Xô gặp phải. Tuy nhiên, với cái tinh thần tự lực tự cường thì nhân dân Liên Xô đã đạt được rất nhiều thành tựu trong thời kỳ khôi phục kinh tế. Vậy cái nhánh thứ hai chúng ta cần lưu ý ở đây cho cô đó là những cái thành tựu mà những dân Liên Xô đạt được. Những thành tựu mà những dân Liên Xô đạt được trong giai đoạn khôi phục kinh tế những cái điểm nhấn chúng ta cần chú ý cho cô đó là thứ nhất là cái kế hoạch 5 năm 1900 năm, 46 1950 đã hoàn thành trước thời hạn 9 tháng. Vậy thì với cái sơ đồ tư duy chúng ta không thể là viết được rất nhiều ra đây được. Thế thì chúng ta chỉ cần nhớ cho cô là cái kế hoạch 5 năm này hoàn thành trước thời hạn 9 tháng. Đấy, cái cách chúng ta làm sơ đồ tư duy đây là cái cách mà cô lưu ý các em. Đấy, hoàn thành sớm trước 9 tháng. Sớm 9 tháng chúng ta có thể thể nhớ à như vậy là cái kế hoạch 5 năm đã hoàn thành trước thời hạn. Vấn đề thứ hai nữa là sản lượng công nghiệp của Liên Xô cho đến năm 1950 đã tăng 73%. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái sản lượng công nghiệp thì tăng. Đấy, chúng ta cái cách lập sơ đồ tư duy thì chúng ta không không thể lại viết dài được. Chúng ta có cách viết khác nhau. Thì cô viết tắt ở đây ví dụ như sản lượng công nghiệp tăng hay là cái sản lượng nông nghiệp cũng đạt và bằng mức trước chiến tranh. Đấy là những cái thành tiệu rất là đáng uh, ca ngợi của nhân dân Liên Xô trong một cái bối cảnh mà đầy khó khăn trong nước cũng như là bên ngoài cấm vận như vậy, nhưng với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã đạt được những thành tiệu như vậy. Và cho đến năm 1950 có thể nói rằng là nền kinh tế của Liên Xô đã được hoàn toàn được phục hồi, thậm chí ngành công nghiệp còn có bước phát triển hơn so với dự kiến ban đầu. Nhưng có một cái thành tựu rất là đáng quan tâm ở đây, các em chú ý cho cô. Đó là về khoa học kỹ thuật thì năm 1949 Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử. năm 1949 thì Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. Đây là sự kiện có nghĩa rất là quan trọng trong cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật của Liên Xô. Và với sự kiện này, nó mở ra hai vấn đề. Thứ nhất, nó chứng tỏ rằng Liên Xô đã đạt được cái thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nó thể hiện cái thành tựu khoa học kỹ thuật của Liên Xô phát triển. Đấy. Chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của nó như vậy Và cái ý nghĩa thứ hai nữa Rất là quan trọng Từ cái sự kiện năm 1949 Đó chính là Việc chế tạo thành công bom nguyên tử Đã phá vỡ thế độc quyền Bom nguyên tử của Mỹ Phá vỡ cái thế độc quyền phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mỹ. Đấy. Đây là cái sự kiện rất là quan trọng. Vậy thì với cái sự kiện này người ta có thể hỏi là việc chế tạo thành công bom nguyên tử của Liên Xô có ý nghĩa gì? Ý nghĩa quan trọng ở đây là gì? Thế thì người ta có thể đưa ra các phương án nhưng nếu có một trong hai phương án này chúng ta cũng có thể tích vào. Hoặc người ta có thể hỏi là thành tựu khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc của Liên Xô trong thời kỳ từ 1945 đến 1950 là gì? Thì chúng ta thấy rằng đó là việc chế tạo thành công bom nguyên tử. Hoặc người ta có thể nói rằng là sự kiện nào đã phá vỡ thế độc quyền bom nguyên tử của Mỹ thì đối với Liên Xô đó chính là năm 1949, việc chế tạo thành công bom nguyên tử. Và như thế, với cái mạch sơ đồ tư duy như thế này thì chúng ta thấy rằng là các cái sự kiện lịch sử chúng ta sẽ dễ dàng từ cái sự kiện chế tạo thành công bom nguyên tử này nó có hai ý nghĩa như vậy thế còn về mặt đối ngoại thì các em cũng thấy rằng là trong giai đoạn này liên xô luôn ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới đấy và à, giúp đỡ các cái nước xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn từ 1945 cho đến năm 1950 vậy thì từ những cái phần này Đối với ở Liên Xô thì chúng ta lưu ý cho cô chúng ta sẽ đi từng mạch một. Với cái mạch từ 1945 cho đến năm 1950 thì những cái từ khóa ở đây chúng ta hãy lấy bút màu bút đỏ chúng ta gạch lại cho cô. Ví dụ như là khôi phục kinh tế này. Đấy. Những cái từ khóa này trong bối cảnh này tổn thất nặng nề này, thành tựu có thành tựu về công nghiệp này, thành tựu về nông nghiệp này, thành tựu về cái cái tốc độ phát triển này và đặc biệt là thành tựu năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử thì đây khi sau khi chúng ta học xong rồi thì chúng ta nhìn vào sơ đồ tư duy chúng ta sẽ nhớ được những cái từ khóa này Và với những cái từ khóa này thì các em hoàn toàn có thể chọn được những cái phương án đúng cùng với đó thì các em chú ý cho cô liên xô chúng ta còn học một cái nội dung nữa có liên quan đó là phần từ năm 1973 cho đến năm 1991 Tuy nhiên ở cái phần này chúng ta không phải đi chi tiết vào công cuộc cải tổ khủng hoảng và cải tổ ở Liên Xô mà mục đích ở đây chúng ta phải cần lưu ý cho cô những cái nội dung. Ở trong giai đoạn này thì các bạn có thể lập thành cái sơ đồ như sau. Từ 1973 cho đến năm 1991 thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mốc năm 1973 Cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra trên toàn thế giới, trong đó có Liên Xô. Tuy nhiên, những người lãnh đạo Liên Xô thì cho rằng đất nước mình có nhiều tài nguyên, nhiều khí đốt nên không ảnh hưởng. Cái việc ảnh hưởng khủng hoảng năng lượng là của các nước tư bản chủ nghĩa, mình không ảnh hưởng. Chính vì vậy mà chủ quan chậm thay đổi, vân vân. Và chính cái sự chậm thay đổi đó dẫn tới cuối năm 80 đầu cuối năm 70 đầu năm 80 Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng. Và cái sự khủng hoảng đó đã khiến cho Liên Xô phải tiến hành công cuộc cải tổ. Từ năm 1985, sau khi Gorbachev lên nắm chính quyền đã tiến hành công cuộc cải tổ. Tuy nhiên, công cuộc cải tổ ở Liên Xô thì lại diễn ra ở nhiều lĩnh vực chúng ta thấy chưa ổn. Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ. Và ở đây cái sai lầm nhất của Liên Xô đó là trong quá trình cải tổ đã thực hiện đa nguyên về chính trị, tức là thực hiện đa đảng. Và điều đó dẫn tới cải tổ thất bại cho đến năm 1991. Thì công cuộc cải tổ đã không thành công. Đảng Cộng sản bị đình chỉ hoạt động và cái sự kiện ngày 25 tháng 12 năm 1991 25 tháng 12 năm 1991 thì lá cờ đỏ búa liềm trên nóc điện Kremlin bị hạ xuống, chấm dứt cái thời chủ nghĩa xã hội trên toàn lãnh thổ Xô Viết sau 74 năm tồn tại. Và đến đây thì các bạn thấy rằng là Liên Xô đã bị sụp đổ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta tất cả những cái thời gian mất thời gian này để cô khắc họa lại cho chúng ta cái quá trình khủng hoảng, cải tổ và đi đến sụp đổ của Liên Xô. Và trọng tâm của cái nội dung thứ hai này thì chúng ta lưu ý cho cô là chúng ta phải lý giải được là cái sự sụp đổ này có phải là sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa đúng đắn hay không? Hay đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình xã hội chủ nghĩa chưa phù hợp, chưa đúng đắn? đấy Và cái thứ hai nữa, chúng ta từ cái sụp đổ của Liên Xô này, chúng ta phải, ta phải tìm ra cái bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Thế thì đây chính là cái cái nội dung mang tính nâng cao một chút để chúng ta có thể trong quá trình người, nếu người ta ra câu hỏi để có thể phân hóa được học sinh. Thế thì các em thấy rằng là cái sự sụp đổ của Liên Xô đó là một cái sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa chưa đúng đắn. Và cái nguyên nhân sụp đổ của cả Liên Xô và Đông Âu thì lát nữa cô sẽ nói ở cái phần Đông Âu. Thế nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là cái sự sụp đổ Liên Xô và sau này cả Đông Âu nữa Nó đánh dấu là chủ nghĩa xã hội không còn là hệ thống trên thế giới nữa Đây là một cái tổn thất rất lớn cho phong trào cộng sản Cũng như là phong trào cách mạng trên thế giới Tuy nhiên cái mơ ước về một xã hội công bằng, về những cái tính nhân văn trong xã hội xã hội chủ nghĩa vẫn là mơ ước con người hướng đến. Tuy nhiên, cách thức và bước đi chưa phù hợp nên nó đã bị sụp đổ ngay trên trên chính quê hương của nó, đó là nước Nga Xô Viết. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý cho cô cái sự kiện này. Cùng với lại ở chương 1 thì chúng ta chú ý cho cô là trong cái phần chuyên đề thứ nhất này chúng ta sẽ học thêm một chút nữa là về Đông Âu. Vậy thì với Đông Âu chúng ta phải học cái gì? Ở đây cô sẽ chọn trọng tâm cho chúng ta là Đông Âu. Và Đông Âu chúng ta sẽ học cũng là từ năm 1945 cho đến đầu những năm 90. Tuy nhiên thì chúng ta có lưu ý cho cô là Đông Âu sụp đổ còn trước cả Liên Xô. Đấy. Cho đến năm 1989 Và Đông Âu cơ bản đã sụp đổ rồi Tuy nhiên thì cái chuyên đề này Chúng ta vẫn là 1945 cho đến năm 1991 Vậy thì đối với Đông Âu Chúng ta phải cần lưu ý những cái gì Ở đây các em lưu ý cho cô Một Là cái sự thành lập Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu Sự thành lập sự thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân đông âu thì game chú ý cho cô là cái quá trình thành lập này nó có hai yếu tố tạo nên một là hồng quân liên xô trong quá trình truy kích chủ nghĩa phát xít về xã huyệt berlin có đi qua các nước đông âu đã giúp nhân dân đông âu giải phóng khỏi phát xít và vấn đề thứ hai nữa là nhân dân đông âu đã nổi dậy nhờ có sự giúp đỡ liên xô nên đã giải phóng đất nước và sau khi giải phóng đất nước thì thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân. Cái sự thành lập ở đây đó là trong quá trình là giải phóng. Giải phóng đất nước khỏi họa phát xít. Giải phóng đất nước khỏi phát xít. Nên thành lập các cái nhà nước và cái nhà nước này có tên là nhà nước dân chủ nhân dân các cái nhà nước dân chủ nhân dân và Ba Lan chính là nhà nước thành lập sớm nhất tháng 7 năm 1944 thì à, nước nhà nước Ba Lan đã được thành lập, sau đó đến hàng loạt các nước Đông Âu khác. Và cho đến từ năm 1944 cho đến năm 1946 thì hầu hết các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã được thành lập. À, ở đây thì chúng ta cũng lưu ý cho cô là cái quá trình thành lập này, cái khoảng thời gian của nó là từ năm 1946 cho đến năm 1940 Xin lỗi từ năm 1944 cho đến năm 1946 là hầu hết các nhà nước dân chủ những dân đông âu làm thực hiện được. Và vấn đề thứ hai nữa chúng ta cần giải quyết ở đây đó là à, trong giai đoạn này từ năm 1945 cho đến năm 1950 thì các nước đông âu thực hiện những cái nhiệm vụ gì ở thời kỳ này? thì à, các em lưu ý cho cô là trong cái khoảng thời gian từ năm 1945 hay là có thể nói là cho đến 46 cũng được cho đến năm 1949 thì nhiệm vụ chính mà nhân dân đông Âu phải thực hiện đó là tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân. Chúng ta sang vấn đề thứ hai. Đó là từ năm 1946 cho đến năm 1949. Ở mục này cái nhiệm vụ đó là làm cách mạng dân chủ nhân dân. nhân dân của viết tắt Các em lưu ý cho cô cách mạng dân chủ nhân dân Thế cuộc cách mạng dân chủ nhân dân đó được thực hiện như thế nào? Thì nó gồm có những nội dung Thứ nhất Là vấn đề xây dựng chính quyền Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân Đấy, Đây là cái chính quyền mà có thể nói rằng là của giai cấp vô sản Xây dựng chính quyền chính quyền này thực chất là chính quyền của giai cấp vô sản vô sản cô viết tắt tại sao lại như vậy thì các em chú ý cho cô là khi mà các nhà nước dân chủ nhân dân được hình thành thì chính phủ ở đây là chính phủ liên hiệp chính vì thế muốn đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thì chính quyền đó phải là chính quyền của giai cấp vô sản còn cái chính phủ liên hiệp của cả tư sản của vô sản thì không thể đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội được. Chính vì thế mà nhiệm vụ chính trong thời kỳ từ 1946 đến 1949 đó là các nước Đông Âu phải thực hiện cái nhiệm vụ đó là xây dựng cái chính quyền, xây dựng ở đây cô có thể viết tắt cho các em xây dựng chính quyền của giai cấp vô sản. Hay thực chất là loại giai cấp tư sản ra khỏi chính quyền. Cái nhiệm vụ thứ hai nữa là quốc uh, cải cải cách ruộng đất. Các em lưu ý cho cô cái phần tiếp theo là tiến hành cải cách ruộng đất ruộng đất có viết tắt, tập thể hóa nông nghiệp vân vân, rồi là quốc hữu hóa, tiến hành nhiệm vụ nữa là quốc hữu hóa từ của tư nhân thì chuyển sang tập thể các cái nhà máy xí nghiệp vân vân, quốc hữu hóa các cái nhà máy xí nghiệp, Đấy. rồi là nhiệm vụ nữa là gì, ban hành các quyền tự do dân chủ. ban hành quyền tự do dân chủ của Việt Tắc. Đấy. Đây là cái nhiệm vụ của một cái chính phủ liên hiệp, chính quyền liên hiệp mà muốn đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhiệm vụ chính là các nước Đông Âu thời kỳ này phải tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân và có thể nói rằng cái cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu cho đến năm 1949 thì đã hoàn thành và như vậy thì có nghĩa là ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai nhân dân đông âu phải làm cái cuộc cách mạng này trước khi xây dựng chủ nghĩa xã hội tức là khác với cái hoàn cảnh mà nhân dân liên xô tiến hành bởi vì sao liên xô đã từng xây dựng chủ nghĩa xã hội thế rồi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ phát xít đức tấn công liên xô liên xô phải tạm ngừng lại và từ 1945-1950 là Liên Xô tiến hành là khôi phục lại để rồi tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thế còn ở các nước Đông Âu, vốn là những nước tư bản chủ nghĩa được Liên Xô giúp đỡ trở thành thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân. Chính phủ lúc bấy giờ có hai giai cấp tư sản và vô sản nắm chính quyền và muốn đưa Đông Âu đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhiệm vụ chính giai đoạn này là phải tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân, hay có thể nói rằng đấy là cuộc cách mạng mang lại cái quyền dân chủ cho nhân dân và chính quyền là phải của nhân dân, ở đây thì gọi là của giai cấp vô sản. Đấy. Và cho đến năm 1949 thì các nước Đông Âu đã hoàn thành cái nhiệm vụ này. Tiếp theo nữa là chúng ta lưu ý cho cô một cái giai đoạn từ năm 1950 cho đến đầu những năm 70. Ở đây cô lưu ý các em chúng ta sang cái nội dung tiếp theo là từ 1950 cho đến khoảng năm 1973, tức là đầu những năm 70. Thì nhân dân Liên Xô và uh, xin lỗi nhân dân Đông Âu phải làm cái việc gì trong giai đoạn này? Thì đây mới là thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu. Đây giai đoạn này nhân dân Âu tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội xây dựng có viết tắt này chủ nghĩa xã hội có viết tắt đấy đây là giai đoạn các nước đông âu tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội thông qua các cái kế hoạch 5 năm với cái nhiệm vụ cơ bản là xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản này đưa nhân dân vào làm ăn tập thể rồi là công nghiệp hóa vân vân tóm lại là những cái nhiệm vụ của cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện ở các nước đông âu và cái quan trọng nhất là chúng ta lưu ý cho cô cái kết quả mà nhân dân Đông Âu đạt được trong khoảng thời gian này. Đây. Sau khi tiến hành các kế hoạch 5 năm thì các nước Đông Âu đã trở thành những nước công nông nghiệp. Đấy, cái yếu tố ở đây chúng ta cần chú ý cho cô. Đông Âu đã trở thành những cái nước này đã trở thành nước công gạch ngang nông nghiệp, tức là những cái nước có nền công nông nghiệp phát triển Nó không còn là nước nông nghiệp nữa Đây chính là một cái thành tựu rất là đáng tự hào của nhân dân Đông Âu Thời kỳ họ là những nước tư bản, họ là những nước nông nghiệp lạc hậu đấy. Thế nhưng sau khi dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thông qua các kế hoạch 5 năm Thì cái nền kinh tế của tất cả các nước Đông Âu đã phát triển Và họ trở thành các nước công nông nghiệp thời kỳ này Đấy, các em lưu ý cho cô là như vậy Và sau khi chúng ta nắm được cái tình hình chung như vậy rồi Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong cái giai đoạn này Nhất là cái giai đoạn từ 1950 cho đến năm 1973 Cũng diễn ra rất là nhiều những cái mối quan hệ hợp tác giữa Liên Xô Với các nước sâu chủ nghĩa Rồi đặc biệt là với các nước Đông Âu Thì ở đây các em chú ý cho cô Cái mối quan hệ đó nó được thể hiện Thông qua cái cô lấy ví dụ đây Chúng ta sẽ nói đến vấn đề Liên Xô và Đông Âu trong quan hệ hợp tác. Trong cái quan hệ hợp tác giữa Liên Xô và Đông Âu và các nước xã hội chủ nghĩa thì chúng ta lưu ý cho cô nó có hợp tác trên hai lĩnh vực. Hợp tác ở hai lĩnh vực đó là kinh tế và quân sự. Đấy, thế thì chúng ta lưu ý cho cô thứ nhất là cái sự kiện. Năm 1949 mùng 8 tháng 1 năm 1949 đấy, Liên Xô đã cùng với các nước Đông Âu thành lập ra Hội đồng tương trợ kinh tế, viết tắt là SEV. Tổ chức này thực chất là một cái tổ chức mà liên kết các cái nước Đông Âu lại để giúp đỡ nhau kinh tế và Liên Xô đã cho các nước Đông Âu vay tiền, vay vốn để giúp đỡ các nước Đông Âu trong quá trình phát triển kinh tế. Rồi cái mối quan hệ hợp tác đó nó cũng còn thể hiện trong lĩnh vực quân sự đó là năm 1955. Liên Xô cũng giúp các nước Đông Âu để thành lập cái tổ chức hiệp ước Warsaw. Như vậy là cái tổ chức Warsaw. Đây, như thế chúng ta thấy rằng là SEV là cái mối tương trợ, mối quan hệ về kinh tế, còn Warsaw là mối quan hệ về mặt quân sự. Thực chất liên minh tổ chức hiệp ước Warsaw được thành lập để mà duy trì hòa bình, an ninh ở châu Âu và trên thế giới đối trọng lại với khối NATO. Và như thế chúng ta thấy rằng là có một vấn đề câu hỏi đặt ra ở đây là cơ sở nào để Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa có thể hợp tác được? thế thì cái cơ sở để hợp tác ở đây đó chính là cùng chung cái mục tiêu chủ nghĩa xã hội và cùng chung cái hệ tư tưởng mark lenin cùng dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản đấy chúng ta lưu ý cho cô là như vậy như thế chúng ta thấy rằng là cùng chung cái mục đích cái cơ sở ở đây cô lưu ý các em là cái cơ sở của sự hợp tác cơ sở sự hợp tác ở đây chúng ta lưu ý cho cô có hai lĩnh vực một là chung cái mục tiêu chung mục tiêu chủ nghĩa xã hội thứ hai là chung cái hệ tư tưởng hệ tư tưởng ở đây đó là hệ tư tưởng Mark Lenin đều dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản chính vì thế đây chính là cái cơ sở để hợp tác giữa Liên Xô và các nước Đông Âu các nước xã hội chủ nghĩa và hợp tác ở đây chủ yếu trên hai lĩnh vực S, tổ chức hợp tác về um, kinh tế SEV và hợp tác về mặt quân sự tổ chức hiệp ước Warsaw đấy thế thì uh, trong cái quá trình này nó có diễn ra cái hợp tác như vậy và một phần nữa chúng ta cũng phải nói đến đông âu một chút đó là cái giai đoạn từ 1973 cho đến năm 1991 thì các bạn lưu ý cho cô chỗ này giai đoạn từ năm 1973 cho đến năm 1991 đây có thể 1973 cho đến năm 1991 nhé trong cái thời kỳ này này thì các bạn chú ý cho cô Đông Âu cũng giống như các như Liên Xô năm 1973 bắt đầu rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng Và trước cái khủng hoảng đó nó thực sự trầm trọng vào những năm 80 Và đỉnh cao là năm 1988 ở Ba Lan Đấy. Và ở đây các em lưu ý cho cô là Sau cái cuộc khủng hoảng thì các nước phải tiến hành đa nguyên về chính trị tức là đa đảng Và sau các cái sự kiện đó thì các nước Đông Âu tiến hành tổng tuyển cử và kết quả cuộc tổng tuyển cử là giai cấp vô sản bị loại ra khỏi chính quyền, chính quyền lại thuộc về tay giai cấp tư sản như thời kỳ uh, trước năm 1945 và cuối, cho đến cuối năm 1989 thì các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, các nước đã trở về và thể chế chính trị là cộng hòa. Và đi đôi với đó là khối SEV và khối Vácsa va cũng ngừng hoạt động. Vì thế mà trọng tâm ở cái phần từ 1973 cho đến năm 1991 thì các em chỉ cần nhớ cho cô là đây là cái giai đoạn khủng hoảng. Và cho đến năm 1989 thì hầu hết các nước Đông Âu này đã bị sụp đổ. Và cùng với đó thì đến năm 1991 thì khối SEV ngừng hoạt động và tổ chức hiệp ước Vasava cũng ngừng hoạt động vào năm 1991. Đây. Tháng 6 năm 1991, SEV ngừng hoạt động và tháng 7 năm 1991 thì tổ chức hiệp ước Vasava cũng ngừng hoạt động. Và đến đây thì với cái sự sụp đổ của Đông Âu rồi năm 1991, sự sụp đổ của Liên Xô nó dẫn tới chủ nghĩa xã hội đã không còn là hệ thống trên thế giới cô cô đã nói từ trước rồi. Và như thế thì chúng ta thấy rằng là với cái bài Đông Âu này thì trọng tâm chúng ta nhớ cái gì? ở đây chúng ta lưu ý cho cô là một là các em lưu ý cho cô là cái giai đoạn cái quá trình hình thành các nhà nước dân chủ nhân dân đó là quá trình có cái sự giải phóng đất nước khỏi họ phát xít và có sự giúp đỡ liên xô. Và việc thứ hai nữa là cái nhiệm vụ chính cho giai đoạn 1946 1949 đó là tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân. Đấy. Và bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội là từ 1950 và đạt được nhiều thành tựu cho đến đầu những năm 70 mà thôi. Đấy. Thế thì cái thành tựu lớn nhất ở đây đó là các nước này đã trở thành nước công nông nghiệp. Đấy và trong cái quan hệ trong cái giai đoạn đạt được cái thành tựu đó thì cũng có cái sự hợp tác giữa Liên Xô với Đông Âu thông qua hai cái tổ chức chính đó là tổ chức Hiệp ước Warsaw và Hội đồng tương trợ kinh tế SEV và nếu người ta hỏi câu hỏi nâng cao là cơ sở nào mà có thể hợp tác được thì các em chú ý cô có hai cái cơ sở chính một là chung mục tiêu chủ nghĩa xã hội hay là chung hệ thống hệ chung hệ tư tưởng Mark Lenin đều dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản. Đấy. Và cuối cùng thì Đông Âu cũng giống như Liên Xô đều bị cái ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng năng lượng vào năm 1973 này. Và dẫn tới là khủng hoảng rồi tổng tuyển cử và đến năm 1989 thì hầu hết các nước Đông Âu đã sụp đổ và đánh dấu rằng chủ nghĩa xã hội đã bị tổn thất rất là lớn ở châu Âu. Sau này năm 1991 Liên Xô sụp đổ nữa khiến cho chủ nghĩa xã hội không còn là hệ thống thế giới. Thế thì với cái chuyên đề Liên Xô và Đông Âu này thì chúng ta lưu ý cho cô trong quá trình học thì chúng ta chọn những vấn đề trọng tâm ra. Cô lấy ví dụ như là Liên Xô là chúng ta học hai giai đoạn đúng không nào? Thế còn Đông Âu thì không có phần giảm tải. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là nó ở ba bốn cái mức độ này một là sự thành lập nhà nước dân chủ này hai là cách mạng dân chủ nhân dân này ba là những cái thành tiệu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bốn là giai đoạn khủng hoảng rồi đi đến sụp đổ ngoài ra chúng ta sẽ nói đến cái mối quan hệ hợp tác liên xô và các nước đông âu đây là những cái nội dung chính và cô hy vọng rằng là với các cái bài tập mà học mãi đưa lên thì các em chịu khó làm bài tập cùng với nhìn lại sơ đồ tư duy thì cái phần chuyên đề về liên xô đông âu sẽ giúp các em nhớ được cái kiến thức lịch sử một cách chính xác và chúng ta hoàn toàn tự tin trước các cái câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hôm nay đến đây là hết cô chào các em